Chào mừng năm tỷ anh em đã quay trở lại với Natex mình là Supel và như mọi người yêu cầu bấy lâu nay là Supel ơi ông review cho tôi cái chiếc Faker IK 75 đi một chiếc phím 75% rất là hot và rất nhiều các bạn đã quan tâm thì đây hôm nay mình đã kiếm được một chiếc về để review cho các bạn à, thực ra không phải là hôm nay mình đã mượn được chính xác là mình đã xin được cái bàn phím này ở trên Banggood thời gian đang cách đây khoảng tầm vài tuần rồi và đã có thời gian nghịch ngợ modding test tủng các loại chán chê rồi và hôm nay sẽ là những cái review của mình về một chiếc bàn phím cơ 75% gasket mount ba chế độ có núm xoay volume mà mức giá chỉ là quanh hai triệu thôi liệu đây có phải là kèo quá thơm hay không nó ngon hay không hay nó dở là như thế nào hãy cùng nhau tìm hiểu kỹ càng hơn ngay sau intro đầu tiên hãy cùng nhau nhìn qua cái hộp của cái bàn phím này trước trước khi chúng ta đi vào cái phần chuyên sâu là sử dụng như thế nào thì cái chiếc bàn phím có tên đầy đủ là Faker ik 75 V3 Gasket nhưng mà trước khi mình uh, muốn nói thêm về cái thông tin unbox ra làm sao, bản phím như thế nào Thì mình nói luôn về gasket của bản phím này Thì ờ uh, ok đúng là gasket Nhưng mà thực sự gasket trong bản phím này có cũng như không Nó giống sandwich mouse hơn là gasket Bởi vì nó rất cứng Gasket làm bằng silicone uh, Nhưng mà mình đã có cách để giải quyết Trong nữa mình sẽ cho các bạn xem là giải quyết như thế nào Thì một số thông tin thêm ở trên hộp là các bạn hiểu không 2.4GB It's suitable for drive <laughs> Tiếng Anh của mấy anh Tàu buồn cười lắm Ở đằng sau chúng ta thấy là có dòng chữ... Uh, Type C này, RGB lighting này, à uh, hot swappable function này, 8000mAh battery này. Ok không? Nghe rất hấp dẫn đúng không? Có khả năng hot swap, có LED RGB cộng USB C và pin lên đến 8000mAh pin rất lớn. Ở uh, mình đã tháo ra rồi thì trong này có hai cục pin. Hai cục 4500mAh cùng cắm vào mạch, tức là tổng cộng lên đến 000 mah pin rất là trâu. Thường thường trước mọi phím cơ thì pin nó sẽ chỉ lên quanh từ uh, Nghìn mấy 2.000 đến cùng 3 000 là cùng thôi. Còn cái phía này pin 8000 là pin rất trâu. Còn ở trong hộp với mức giá của tầm 2 triệu đồng ở trên Banggood thì các bạn nhận được những cái gì? À mà đấy, quên mất chưa nói các bạn là sản phẩm này thì mình xin ở băng Banggood thì nếu các bạn có nhu cầu sẽ có link ở dưới cho các bạn tham khảo. À Banggood thì theo như mình nhớ là cái sản phẩm này là có cả ship COD về Việt Nam, tức là các bạn nhận hàng rồi mới phải trả tiền. Khá là ok. Đây là những thứ đi kèm bàn phím, à chúng ta hãy cùng nhau nhìn trước đi. Một cái key puller kia luôn cả switch puller thì nó là cái thể loại mà mình rất là thích tức là cái phần switch puller này nó vừa có chỗ nào nó kiểu nó nhiều thịt để nó cầm nó nắm nhưng mà cái đầu nó vẫn đủ nhỏ để các bạn rút những cái switch ở những cái góc mà không sợ làm xước cái vỏ bàn phím chúng ta được tặng thêm 5 cái switch 5 cái kiểu khác nhau của cùng thương hiệu Faker luôn cho này có một cái switch trông khá là giống switch Apaka với cái stem màu hồng đây là switch linear này một cái switch với vỏ housing trong suốt cũng là linear luôn tiếng khá là đầm một cái switch cũng kiểu vỏ khói khói và stem màu trắng là switch tactile một cái switch mà giống kiểu clone của Holy panda à, vỏ màu à, gọi là trắng kem kem và stem màu hồng cũng là tactile bấm khá là hay và một chiếc switch nữa màu à, xanh lam cũng là tactile đấy tặng kiểu năm cái switch cho nhau để các ông kiểu mua chúng tôi về công bấm thử cái nào hay thì ông lên web của chúng tôi ông mua thêm cả switch kiểu kiểu quảng cáo bấm thử À, chúng ta có một cộng cáp USB với một đầu A và đầu C Bọc dù rất đẹp à, Chỉ mỗi tội là không kể là cộng cáp xoắn thôi Trông nó khá là basic Nhưng mà rất là dài và Theo tay mình đo này thì phải tầm khoảng 1 8 Rất là dài Nó đẹp ok Không gì chê hết Ngoài ra chúng ta còn có một cái gói mà trong này đựng khá là nhiều ốc vít và standoff Để làm gì thì để thay plate Đây là cái plate mình đã tháo rồi đây là cái plate mà được gắn sẵn trong bàn phím này và trên này là một bộ switch của fl e à, mình có test gọi là gắn stock trong nữa sẽ có sang test các bạn xem thì đây là cái plate thép này mặt trên sẽ được sơn màu trắng để phản chiếu ánh sáng led rgb cho đẹp còn mặt dưới thì là gọi là thép trơn luôn à, trơn đúng kiểu là một miếng thép không xi si, không mạ không một cái gì luôn đúng kiểu tiết kiệm chi phí ấy. máy nhím mặt trên đúng không Ta chỉ xem mặt trên thôi, mặt dưới kệ chúng mày Thì đây là cái plate thép rất dày và rất cứng Thì đối với một điều là cái bàn phím này sử dụng stabilizer plate mount Không có PCB mount Và stabilizer thì được tặng kèm và stabilizer cũng đã có loop luôn Nhưng mà loop thì gọi là tạm chấp nhận được thôi, chứ không có gì hoành tráng cả Còn trong bàn phím này, mình đã mod lại thì mình đã gắn cái plate được tặng kèm nhá Plate nhựa Polycarbonate được tặng kèm gắn vào đây rồi Thì cho cảm giác gõ nó đầm hơn, nó mềm hơn Thì trong nữa sẽ có sound test cả hai cái plate này cho các bạn nghe và đương nhiên không thể thiếu là một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Hướng dẫn cho các bạn những cái gọi là cách thao tác những phím tắt cơ bản và ngoài ra một điều hay nữa của bản phím này là nó có phần mềm tùy chỉnh. Đúng rồi, không ngờ nghĩ là các bạn phím có 2 triệu bạc thôi, của một thương hiệu rất là nhỏ thôi mà có cả phần mềm tùy chỉnh. Như các bạn thấy là ở trên cái website bán hàng Banggood ấy thì có sẵn cái link của cái driver ấy luôn. Các bạn có thể vào Google Drive cái link họ để sẵn ở trong đấy để tải về. Thì từ cái phần mềm này các bạn có thể tùy chỉnh được macro tất cả thứ từ cái núm xoay luôn chỉnh được cả núm xoay làm tác vụ gì đương nhiên những cái thứ cơ bản thôi chứ không có kiểu là dung hình trong photoshop hay là tua timeline trên premiere đâu nhưng mà chỉnh được khá khá thứ hay ho và map lại được bất kỳ cái vị trí nào nút nào các bạn cần cũng như là tùy chỉnh led rgb thì đó là những cái thứ cơ bản đi kèm cho bàn phím này và một số điều gọi là ban đầu bây giờ cũng nhóm nhìn kỹ vào cái bàn phím và đây là cái chiếc faker ik 75 v 3 mà mình đã build hoàn chỉnh thì phiên bản này mình có đây là phiên bản màu trắng thực ra nó là nhựa polycarbonate màu trắng mờ mờ để ánh sáng LED phải xuyên qua và ngoài màu đấy ra theo như mình biết thì ở trên website của Banggood còn hai màu nữa là màu đen và màu xanh thì đều là kiểu dạng là màu khói màu xanh cũng hơi kiểu mờ mờ cho ánh sáng LED xuyên qua và màu đen cũng vậy màu đen khói chứ không phải đen đặc hẳn ở phía sau bàn phím chúng ta thấy là có cổng USB-C ở dưới đáy các bạn sẽ có phích cao su rất nhiều năm cái phích cao su bốn góc hai chân kickstand hai nước khác nhau điều này rất nhiều người quan tâm này thì lần trước mình có nói chuyện với vài người anh em qua đây chơi gọi là xem phím của mình thì có một số con phím họ rất là thích nhưng mà vẫn không quyết định mua vì sao vì nó không có kích kickstand thế nên là những con phím này có kickstand thì sẽ làm được hài lòng rất nhiều người ngoài ra chúng ta còn công tắc để gạt chuyển qua chế độ thì cái bàn phím này là bàn phím có 3 mốt cắm dây 2.4 tức là có dùng receiver và bluetooth và kết nối rất là ngon không có đề gì chê trách cả và một cái hay nữa là khi mình cắm cái receiver 2.4 này vào thì thường thường những bàn phím giá rẻ thì xoay núm này này thì cái receiver 2.4 kia khác kiểu dạng là băng thông nó không đủ ấy xoay núm nhanh quá nó không kịp nhận tín hiệu nên là volume nó không tăng kịp thế còn cái receiver nó nhận tín hiệu khá là nhanh xoay núm có giảm lượng rất là ok và đương nhiên ngoài ra thì chúng ta có thể nhìn thấy là có hai viên pin đó hai viên pin bốn nghìn năm bây giờ tổng cộng tám nghìn năm bây giờ thì nhìn xuyên qua được trông nó không phải thẩm mỹ lắm nhưng mà rất là may cái phần mặt đáy này chúng ta không nhìn mấy thì cái bàn phím này nó không hề có ốc ác gì cả tháo nó ra như thế nào tháo nó ra thì nó sẽ giống như rất nhiều bàn phím từ ngày xưa ngày xưa đến bây giờ đó là dùng lẫy rất rất nhiều lẫy xung quanh mép này nhưng mà chỉ lần đầu tiên tháo khó thôi từ sau thì khi cái vỏ nhựa nó gọi là có một chút độ dơ rồi thì các bạn tháo rất là nhanh anh em chỉ cần dùng móng tay cậy à, các cái mép này lên đấy là nó giật nó ra rất là dễ và đương nhiên là khi tháo ra các bạn cần phải tháo cái núm ra trước ở sát phía bên phải gần cái hàng phím home and press down này của mình này các bạn nhìn thấy là chúng ta có bốn cái lỗ tròn tròn đây sẽ là bốn cái lỗ gọi là có đèn ở dưới để cho chúng ta biết là đang bật cáp Lock hay tắt này đang khóa win hay không này đang ở chế độ cắm dây 2.4 bluetooth thì cái đèn này là một cái Thứ cũng khá là hay ho, thú vị để chúng ta có thể nhìn được xem là đang ở cái chế độ nào và đang làm việc gì Bởi vì các cái bàn phím 15% bình thường thì không có đủ diện tích để cho thêm đèn vào mà Faker họ vẫn cho đèn vào đây, khá là ok cái bản, Nhưng mà đương một điều các bạn lưu ý là cái đèn này rất là tối và rất bé, rất khó nhìn không mấy khi các bạn để ý đâu, nhưng mà có vẫn là hơn không à, Như các bạn thấy đây thì cái bàn phím này sử dụng socket hot-swap 5 chân ok nhưng mà 5 chân nó facing, tức là sử dụng mạch ngược À, cơ mà qua cái bài test của mình, mình đã gắn thử một số loại switch khác nhau Từ uh, switch của Era, switch của Cateron, switch của Jwic Và cả switch của Apple Thì không một cái switch nào nó cấn cái uh, keycap Cherry thích PPT cả Thì đây cũng có thể là một điều không quá quan trọng Nhưng mà nếu các bạn quan tâm thì cần lưu ý rằng cái bàn phím này sử dụng mạch ngược Và cái mạch ở bên trong ấy thì uh, cái PCB nó cũng màu trắng luôn Cơ mà theo như cái uh, cảm quan của mình khi mình soi mói kỹ ấy, Thì cái uh, mạch này họ làm hơi xấu Tức là hơi nhiều ba via, hơi xấu một tí và đương nhiên các bạn không bao nhìn thấy cả. Chỉ quan trọng là nó hoạt động mượt mà ổn định là ok rồi. Cái mạch nó xấu thì kệ nó. Khi các bạn mở cái bàn phím này ra, tức là cậy cái phần top frame ra thì anh em sẽ được chào đón bởi gasket, rất nhiều gasket nhưng mà gasket này như mình nói đầu video, nó là những cái miếng đệm silicon khá là cứng nằm đầy xung quanh mép. Và cái thứ duy nhất gắn cái phần top frame và phần bottom case vào với nhau chính là những cái lẫy ở xung quanh cái phần top frame này. Nó không có ốc ác gì cả, tất cả dùng lực nén và khi mình trải nghiệm bàn phím này thì rõ ràng mình thấy là ơ, ở trên hộp đề là gasket tại sao lúc gõ nó cứng thế không khác gì một cái bàn phím kiểu là tray mouse hay sandwich mouse cả tiếng nó không đồng đều lắm vì cái lực nén nó khá là nhiều và cái silicon rất là cứng thì trong nữa chúng ta nói thêm về cách giải quyết sau còn về cái mạch và plate khi các bạn tách cái phần plate và mạch ra sẽ thấy là có một sẵn một lớp xốp uh, eva đặt ở giữa cái phần plate và phần pcb để tiêu âm cũng như là khi nhấc hẳn cái mạch lên ở bên dưới có thêm một lớp xốp nữa chính xác là hai lớp xốp một lớp xốp dính ở đằng sau cái bảng mạch cũng là để tiêu âm và một lớp xốp nữa ở dưới phần bottom case để tiêu âm. Thì thực sự mình thấy rằng là cái lớp xốp này có cũng được không có cũng được bởi bàn phím này tiếng nó khá là ấm áp rồi, nó khá là trầm rồi, nó không bị vang, bị vọng nhiều, cũng không bị rỗng. nên rằng cái việc các bạn muốn độ cho nhún nhảy hơn thì đương nhiên các bạn cần bỏ bớt xốp ra. Nhiều xốp mà nó đặc nó không nhún nhảy được. Thế anh em hoàn toàn thì bỏ bớt xốp ra được bởi bàn phím này tiếng nó khá là ok tiếng rất đặc rất đầm không có gì bị rỗng bị loãng ở đây cả nên cái việc có xốp hay không là không có quan trọng Tiếp theo hãy nói về uh, những cái bài uh, gọi là mod cơ bản của mình về cái bàn phím này mình làm những cái gì Thì đầu tiên mình cho các bạn nghe thử cái sound test stock Tức là cái bàn phím mang về như thế nào Chỉ cắm switch vào, cái gắp vào và sound test luôn nó sẽ ra làm sao Thì mình có sử dụng một bộ switch của FDI Sport trên bộ này Và cái plate thép đi theo bàn phím này Và stabilizer cũng zin luôn Stabilizer zin có sẵn lúc rồi Thì các bạn thể nghe thử ngay sau đây để xem stock nó như thế nào Và đó là sound test khi bàn phím này nó zin nó sẽ như vậy. Còn sau đây những cái gì mình đã thay đổi một chút. Đầu tiên là mình được tặng một cái plate polycarbonate mà tội gì không thay vào, mình thay ngay một cái plate vào đây. Đương nhiên là cho thêm lớp xốp PE giữa bảng mạch và plate để cho tiếng nó ấm áp nó hay hơn. Tiếp theo là switch thì mình thấy là cái âm thanh của cái switch uh, Sport này và switch Catron Pro Milky nó khá là giống nhau. Nó chỉ khác một chút xíu về cái cao độ âm thanh thôi. Cái switch của FLE Sport tiếng nó gọi là trầm hơn một chút xíu còn gâm âm thanh thì việc bottom out cho đến khi nó bounce back này cái thứ tiếng rất giống nhau Độ mượt cũng ngang nhau luôn thế nên là mình à, thôi có sẵn một bộ Pro milky yellow này đã lúc sẵn rồi thì mình gắn luôn thử vào để xem ra làm sao và tiếp theo là key gap thì mình không dùng gap jerry nữa mình dùng một bộ Maxkey sa line à, bộ này thì giá khá là mặn nhưng mà vì mình thích cái key gap sa profile này nó quen rồi và cái âm thanh nó mình rất là thích nên mình muốn nghe thử xem như thế nào thì à, sau đây sẽ là cái phần sound test sau khi mod để các bạn nghe thử. Nhưng mà trước khi đến phần sau test mod thì cùng nhau tổng kết lại các bàn phím này à, với cái giá loanh quanh 2 triệu đồng, chúng ta có khá nhiều màu sắc lựa chọn. Ngoài ba cái màu vừa nói ra là màu trắng đục này, màu đen khói này, màu xanh này, thì trên vỏ hộp còn ghi được cả màu hồng nữa. Không biết là khi nào Banggood bán màu hồng thì có nhiều màu sắc này. Núm tăng giảm lượng vặn rất là ngon, các cái nước rất rõ ràng, mượt mà nhẹ nhàng, nút click cũng khá là nhẹ nhàng. Có đèn led thông báo đây này có 3 chế độ Bluetooth cắm dây 2.4 kết nối đều rất ngon, có led RGB, pin rất to, rất trâu. Âm thanh nó gọi là nằm ở cái mức ok. Nó không bị rỗng, không bị loãng. Cơ mà một số điều gì đó mình cảm thấy rằng là cái gasket này nó vẫn còn rất là cứng thế nên rằng nó vẫn chưa đồng đều. Thế nên rằng với cái sound test mình mod, mình đã thay đổi một chút, đó là những cái miếng silicone này mình ném ra ngoài. Ném ra ngoài. Và những cái phần gọi là nhựa thừa ở trong cái phần bottom case này Những cái gì mà nó cấn vào cái bo mạch Để nó ngăn cản cái việc nhún Vậy nó cắt bớt đi rất nhiều Và mình thay hết những cái miếng silicon này bằng những cái miếng xốp, boron Để làm gasket Thì nó sẽ có một chút độ nhún nhảy hơn Đây cho các bạn xem luôn Thì mình ấn vào nó sẽ nhún một chút này Như các bạn thấy là nó có nhún một chút nhưng mà không nhiều, không đáng kể mặc dù mình đã khoét đi tương đối nhựa ở trong cái vỏ cây này rồi nhưng mà vẫn không đủ để cho cái plate nó nhún lên nhún xuống thì nên là các bạn nếu thích nhún thì đương nhiên mót lại cái phần gasket và thay cái plate polycarbonate vào đây nhún rất nhiều còn các bạn mà chơi cái plate thép này thì không có một tình nhún luôn nó rất cứng còn trải nghiệm dụng thì khá là ok à, từ việc kết nối ngon à, cảm giác để trên bàn nó vững chãi núm xoay các thứ ngon lành này à, tính năng hoạt động cũng bình thường Phần mềm cũng trông mặc dù nó hơi quê một tí nhưng mà phần mềm cũng rất là ngon Tùy chỉnh macro tất cả thứ, ánh sáng ấy chiếc thứ ok LED thì không đẹp lắm bởi LED mình cảm giác nó chưa đủ sáng Như vậy thôi, đó là chiếc Faker IK75 Còn tiếng có hay hay không và các bạn muốn mua hay không thì hãy nghe ngay sau phần sound test khi đã mod rồi Còn à, nếu thấy video thú vị đừng quên để lại một like và nhấn subscribe nó hoàn toàn miễn phí Mình sẽ gặp lại các bạn trong những video khác Peace